cho các con, để hỗ trợ cho các con trong vấn đề tự luyện tiếng Anh ở nhà, để tạo ra cái phản xạ cho các con ở nhà. Thì thầy có ghi âm một số câu hỏi mà thầy hay hỏi trong lớp, và các con nghe những cái câu hỏi đấy, các con tự trả lời theo. Khi mở ra, các con trả lời từng câu hỏi, trong trường hợp các con không trả lời kịp thì các con nhấn nút dừng để trả lời xong, rồi các con đi tiếp câu hỏi sau, và cứ như thế các con trả lời đến câu hỏi cuối cùng. Và mỗi ngày các con nên dành ra khoảng 15-20 phút để trả lời những câu hỏi của thầy, cứ câu từ câu hỏi đầu đến câu hỏi cuối cùng, các con cứ trả lời riết 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 như vậy, khi nào thành thục thì thôi. Khi nào thành thục các con sẽ có những câu hỏi khác, thầy sẽ ghi âm và thầy gửi cho các con để các con cùng nghe, các con cùng trả lời. Việc cách học như vậy để làm gì? Để vừa hỗ trợ các con có thể luyện phản xạ mình, mà vừa luyện cho các con nghe và nhận ra được những câu hỏi mà người ta sẽ hỏi mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các con không nhận ra, không hiểu được những câu hỏi mà người ta hỏi mình, thì các con sẽ không có biết câu trả lời, các con không thể trả lời được, mặc dù các con biết câu trả lời. Nên vấn đề của chúng ta là phải hiểu được câu hỏi, mà để hiểu được câu hỏi thì các con phải nghe và phải làm quen với những từ, với những câu hỏi đấy, và tạo nên một cái phản xạ thực sự là của mình. Còn nếu trong quá trình học thầy hỏi các con không hiểu rồi thầy dịch bằng tiếng Việt, như vậy thì nó sẽ làm mất đi phản xạ của các con, và cái não của các con nó sẽ bị hư hỏng rất là nghiêm trọng. Các nghe hư hỏng nó không phải là nó sẽ tốt, mà là gì, nó sẽ làm cho phản xạ của con nó chậm đi, và các con sẽ cứ có thói quen dịch ra tiếng Việt rồi lúc ấy mình mới trả lời, như vậy thì nó sẽ chậm quá trình phản xạ, chậm cái quá trình xử lý thông tin bằng tiếng Anh. Cho nên thầy các câu thầy ghi những câu hỏi này, thầy nhắc lại các con mở những câu hỏi này ra, các con nghe từng câu và các con trả lời từng câu. Sau khi trả lời câu số 1 tới câu số 2 rồi đến câu số 3 rồi đến câu cuối cùng, và nếu như các con không có bấm kịp thì các con không trả lời kịp thì các con dừng lại, và mỗi ngày các con dành khoảng vài phút, 5 đến 10 phút thôi. Thực ra mới nãy thì nói 15 đến 30 phút, nhưng không trả lời hết những câu này thì khoảng 5 10 phút thôi. Các con trả lời xong các con nghỉ. Nếu mà các con còn muốn trả lời tiếp thì nhiều các con làm một thiệp nữa, rồi thôi sáng hôm sau các con làm một thiệp nữa, rồi nhiều các con làm một thiệp nữa. Cứ thế khi nào rảnh các con cứ lặp đi lặp lại thường xuyên như vậy. Và khi nào mà các con cảm thấy đã một lần rồi thì các con ghi âm lại gửi cho thầy để thầy xem cái sự tiến bộ của các con như thế nào nhé. Và chúc các con học tốt và nhớ những lời thầy dạy. Nghe, trả lời, khi nào thành thục, khi nào thuộc lòng rồi, khi nào ro ro rồi, ghi lại, gửi cho thầy. Chào các con nhé, các con học tốt. Please listen carefully to the questions. Ready? Let's go. What's your name? How old are you? Which grade are you in? How many people are there in your family? What does your mom do? How old is she? What is her hobby? What's your dad's name? How old is he? What does he do? What is his hobby? How many rooms are there in your family? What do you have in your bedroom? What do you have in your living room? What do you have in your kitchen? What do you have in your bathroom? When do you get up in the morning? When do you have breakfast? When do you go to school? When do you have lunch? When do you have dinner? When do you go to bed? Talk about your family, please. Talk about your mom, please. Talk about your dad, please. Talk about yourself, please. Describe your house, please. What do you do in a day?